Rồi, ok, chào các bạn, mình là Bánh Hộp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay giờ cũng nhánh bài tiếp nào. Mình thắng rồi các bạn. Tất nhiên mình thắng thì luôn luôn là mình là người đi trước, không nói nhiều. Rồi, ok, quăng con này ra luôn. Úp xuống trong trường hợp này dễ bị ảnh chơi trò phong ấn lắm các bạn. Rồi, ổng úp xuống thì chắc chưa cú rồi. Rồi, vô. Rồi, ra là lá này hả? Rồi, để bắn thử coi. Khoan dùng con Citro đó các bạn. À là con này, rồi thế nào anh cũng phá con này cho coi. Dù sao con này cũng là dạng hàng dụng lần, muốn tái sử dụng cũng hơi mất tiền nha. Coi ra mình không có lỗ. Mình cũng nghi là thành ra mình mới không dám ra con Zizo đó các bạn. Thật ra mình thu phù vậy mình đè lên cũng được, mình không muốn vậy. Từ từ mình kéo máu anh ra một hồi mình làm luôn một phát là anh đi luôn. À xin lỗi nha. Mỗi bên 1.500.000 nha ông anh. Rồi đề phòng ảnh chơi mình. Ok, coi như là mình giết ảnh từ từ đi, không đánh vội các bạn, cho ảnh cơ hội anh phản công, chứ mà đánh lẹ quá thì trận này cũng không hay, giống như mình bắt nạt ảnh vậy đó. Ai dạ, rồi hồi sinh con gì đây? À con này hả? À. Rồi ok, bắn đi ông anh. Rồi xong, em cảm ơn. Rồi để coi nào. Em lấy con sâu ra tí. Ồ, úp bài xuống nữa hả? Rồi, ok. Rồi, đánh từ từ thôi các bạn, không gấp. 300. Mình cho anh cơ hội dùng mấy cái bẫy của anh đó. Rồi, 1.000. Thiệt. À, rồi, ok, hảo hán đó, phải như vậy chứ. Rồi thủ luôn. Ok. Dở bài lên chơi. Rồi xong. Thu phục. Bắt về. Cái gì đây? À ảnh có con này. Rồi thôi ok cũng được, mình đè con sâu của mình có gì đâu. Rồi mà nó chơi với ảnh thua rồi các bạn. Các bạn biết tại sao không? Con này của mình bắn xuyên giáp các bạn, ảnh lật qua thủ anh nó vẫn mất máu như thường. Thành ra xài bộ âm có con này khá là lợi, nhưng hiện tại là bộ này của mình là bộ hỗn hợp, nó đủ thứ thể loại ở đây hết trơn, chứ không phải bộ âm. Với lại tại vì ảnh với anh Maric với mình thường hay Maric cũng hay xài bộ âm lắm, thành ra chơi giống như nó đối với nhau không hay lắm. Anh Maric là mình để ý là ảnh thường xuyên xài là bộ thủy với lại bộ âm các bạn. Mặc dù ở sa mạc nhưng mà lại xài bộ thủy, ảnh phải xài bộ thổ mới đúng. À. À, không dễ thế đâu. Giết về cho ảnh không có effect được. Được không ta? À không rồi. Cái gì đây? À lá báo quan tài. Rồi ok. Anh thích bán thì em cho anh bán. Để cái ông này bị cái quan tài nó hại với bao nhiêu lần rồi.
có bạn bình luận trong cái kênh của mình nói là không có lần nào thấy anh Maric báo quan tài mà anh thắng được hết trơn á. Thật ra nếu mình nhớ là mình có một lần anh thắng, anh chơi chưa anh kéo máu mình, nhưng mà cái lá này nó phải kết hợp với cái lá giật bài thì có thể hiệu quả. Mà nói chung mấy lần kia ảnh toàn hại mình không, ảnh tự hại mình không à, các bạn biết không? Ảnh xài cái lá này mà ảnh hay xài mấy cái lá phép dùng một lần rồi, chưa kể mấy cái lá mà để anh rút bài á. Thành ra tôi như gì thấy anh bị trừ điểm mà. Rồi, ok. Rồi, đề phòng con này là con 2000 thôi. À, lại là con này. Nhưng con này lợi hại hơn cái con bọ của anh Luigi, nhưng mà tính là chúng ta nó cũng còn vậy, tại ngàn hai qua đây không có đất sống các bạn. Rồi tự tao ảnh cũng mất điểm, bị suy ra quề mà. Chiêu này chỉ có lợi khi nào mà ít đối phương ít máu hơn mình thôi. Còn ví dụ như ảnh đang ít máu hơn mình mà ảnh chỉ bị vậy là ảnh tự tử chứ gì đâu. Thật ra nãy mình quăng con này ra là cứ chơi quăng ra quăng vô quăng ra quăng vô, ảnh là hồi ảnh hết máu à. Mình không muốn vậy thôi. Rồi, nếu như trường hợp này thì có thể ảnh lời nè. Nhưng mà 700 ở đây thì nó cũng không phải là quá nhiều. Rồi, ok, lấy cái bình này ra lấy cái bình này ra hại ảnh cũng còn được mà. Nó kéo 5 lá là thấy ảnh đi, kéo qua đây của ảnh 3 lá là ảnh đi hết 900 rồi. Rồi nãy giờ mình cứ được vậy thôi. Rồi ok, quăng con rồng này ra chơi vui nhà vui cửa mà. Rồi để coi ảnh chơi trò gì với mình. Cái gì đây? À, rồi ok, cũng là hàng dùng lần. Đó ảnh tự trừ điểm anh nữa đâu. Rồi ok, chả sao. Cái cà cắn chết con rồng các bạn. Rồi ok, mình thắng rồi. Để xem nào. À, lá này Lava Dragon Volcani. Để coi cái này là con lọ lava là dịch sao ta. Con rồng này hay hỏa à. 1600, 1200, 4 sao thôi cũng được, tại nó có effect chứ không có effect con này 3 sao thôi. Để coi à, bạn nào giải thích giùm mình cái con cái effect của con rồng lava này giùm mình nhé nhá, mình chưa hiểu nó lắm. Ê mà con rồng này hình như là nó có tay chân giống người hay sao, nó có cả đống tay chân luôn. Con này là để coi 10 chân các bạn, rồng này là rồng 10 chân. Ôi trời ơi. Còn cái này là tên lửa dung nham 4 sao 1900, 1400. Ồ con này ngon nè, cũng có effect luôn. À cái effect này cũng hay nè, bạn nào biết là chỉ giùm mình nha. Một con thì thuộc hệ, một con thì thuộc tính rồng, không phải một con, hai cái lá này đều là thuộc tính hỏa. Nhưng mà một lá là hệ rồng, một lá là hệ lửa nha các bạn. Đều có effect hết. Nói chung là hai lá này mình đánh giá là khá là hay đấy, nhưng mà cái lá Volcanic Rocket thì nó hay hơn. Còn cái lá này thì mình thấy cái con này nó dị dị sao đó, mình chả ưa nó lắm. Nhưng mà thật sự là cái con tên lửa rocket này là khá là hay nè, tại nó công tới 1900 luôn. Nó không cần cái thủ 1400 thôi, cái kia không cần, mà thấy công 1900 mà hệ hỏa là ngon á, bộ hỏa mình đang cần bổ sung con này nè. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.